Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay lại với Play Together Fishing kênh nhé anh em nhé. Thì hôm trước mình có làm cái clip mà hướng dẫn anh em cài auto câu cá phiên bản VN đó anh em. Thì có số anh em hỏi mình là nếu như cài quốc tế thì phải cài như thế nào. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cài trên phiên bản quốc tế nhé. Thì ở cái đoạn đầu clip này thì sẽ như clip cũ trước phiên bản VN. Rồi cái khúc sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cài file APK nhé anh em nhé. Ok, intro nào. 3 tiếng dành cho quảng cáo. Cường Hà Kỳ, chuyên cung cấp Hà Kỳ câu cá, Hà Kỳ bắt bọ. Liên hệ Zalo 0829 461 069 để được tư vấn. Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với Play Together Fishing King nhé anh em nhé. Thì hôm nay NTH Auto Game đã cho ra mắt một phiên bản mới 4.1.6 để hỗ trợ anh em vừa câu cá mà vừa bán được, vì nhà phát hành đã cho ra mắt cái gói bán nhanh 20k rồi. Anh em phải bán nhanh bọ hoặc là bán nhanh cá đều được nhé anh em nhé. Thì để sử dụng cái phiên bản này thì anh em phải làm một số bước giúp mình để cài đặt nó mượt mà nhất có thể nhé anh em nhé. Thì đầu tiên anh em giúp mình vào cài đặt Update and Security, chọn giúp mình phần Windows Security nhé anh em nhé. Rồi anh em bấm vào VSuite đây nè. Anh em phải tắt cái vĩnh viễn được cái này giúp mình nhé. Thì để tắt được vĩnh viễn cái Windows Defender này vĩnh viễn thì anh em phải tải giúp mình đây, download cái này mình tải sẵn nhé. Anh em phải tải giúp mình cái Defender còn cho này. Anh em sau khi tải về anh em click vào đây một cái, chuột phải và file exe, rồi nó ra một cái thư mục. Anh em vào đây, anh bấm vào password. Đây có cái password giải nén là sorghum nè. Ok, sau khi em copy xong anh em vào đây anh em exe file tiếp, anh em ok anh em về để bắt cái mã qua. Ừ, sao không ra, tôi không có bắt mã được. Ok đây nè. Rồi anh em ok. Rồi nó sẽ ra cái Defender, anh em vào đây anh em chuột phải run admin giúp tôi. Yes. Thì tôi đang tắt sẵn nên nó là cái màu đỏ. Còn nếu như anh em chưa tắt thì nó sẽ là cái màu vàng ấy anh em nhé. Đây nè. Nếu anh em chưa tắt là nó màu vàng, anh em tắt thì anh em bấm vô disable. Hoặc là nếu như nó đang chấm than á thì anh em bấm vô disable, khi nào mà nó ra ít đỏ như vậy là được. Sau đó anh em lock đi, anh em tắt. Như vậy là anh em đã tắt được vĩnh viễn Defender rồi đó nhé anh em nhé. Rồi cái thứ hai anh em cần tắt cho tôi là gì? Thì cái này anh em nên tắt thôi, đó chính là phần tường lửa. Tường lửa thì anh em vào control panel nhé. Đây, 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 vào đây tool window defender fill way on off nè, tắt mở nè. Thì anh em cứ bấm xuống phần off hết giúp tôi nhé. Sau đó anh em ok là được. Rồi sau khi anh em tắt xong như vậy thì gần như chúng ta đã hoàn tất rồi đó anh em à. Nhưng mà nếu như anh em muốn mắt binh hơn nữa thì anh em chuột phải vào màn hình, chọn phần display setting giúp tôi. Và ở đây nếu như nó là 100 mấy chục hay là 175 hay là trăm gì đó thì anh em cứ chọn cho 100 giúp tôi là được nhé. Mặc dù game đã hỗ trợ tất cả các dòng mã đó, nhưng mà nếu như anh em mắt binh nhất thì anh em cứ làm như tôi là được. Đó là bước thứ nhất anh em nhé. Còn bước thứ hai là gì? Thì bước thứ hai để tôi hướng dẫn anh em. Thì đầu tiên anh em phải tải giúp tôi cái thằng nắp player trước nhé. Rồi anh em tải giúp tôi cái phần bên này nè, 7.0.5.8 nè. Anh em tải này giúp tôi nhé. Sau khi anh em tải cái này xong rồi, anh em cài đặt xong rồi thì nó sẽ ra hai cái phần, một là phần nóc, hai là phần nóc ASFT. Thì anh em chọn vô nóc ASFT giúp tôi nhé. Anh em thêm bộ mô phỏng. Ở đây chúng ta chạy 64 bit đi. Bây giờ để tôi chạy thử cái phần 94 bit nha. Ok, tôi chọn vô 94 bit. Rồi anh em đợi nó download về nhé anh em nhé. Trong khi đợi download về, anh em nhấp hai cái vô đây, anh em đổi tên giúp tôi là NTH. Chưa, để giúp anh đi. NTH VNG đi. Rồi và anh em đợi nó tải về nhé. Ok, sau khi anh em tải về xong, anh em bấm vào phần cài đặt giúp tôi. Ở đây anh em lưu ý giúp tôi là cái phần mà chọn core này nè,
tùy theo máy anh em nhé. Ở đây mình sẽ chọn là 4 core, 4 nhân cho chạy chế độ cao nhất luôn. 4 nhân và 4GB mình cho cao nhất. Còn ở đây anh em lưu ý nha, phần đồ họa nè, anh em chuột phải vào màn hình giúp mình. Rồi anh em nhìn ở đây, nếu như là NVIDIA Contron hoặc là Radeon Contron thì anh em sẽ chọn cái dòng phía trên. Còn nếu như anh em chuột phải vô đây mà nó là Intel Graphics Card hoặc là Intel UF gì đó nhá, thì anh em chọn cái dòng dưới giúp tôi nhé. Ok, đây chúng ta chọn dòng trên. Kích thước màn hình anh em chọn 960x540. Rồi ở cái phần này thì chỉ có vậy thôi. Rồi anh em lưu lại, lưu cài đặt. Rồi lưu cài đặt xong thì anh em bấm chạy nha anh em nhé. Ở đây anh em bấm chạy nhé. Rồi anh em tắt cái giúp mình. Đó, tắt cái phần nóc RT đi, chỉ chừa lại cái phần của game thôi. Ok, ở bước này nếu như anh em xài phiên bản quốc tế thì anh em phải tải game ở đây nhé anh em nhé. Anh em lên trang web apkcombo.com nhé. Sau đó anh em ở đây gõ từ Play Together giúp mình. Rồi, anh em thấy ở đây có phiên bản quốc tế này, anh em click vào và anh em tải về thôi nhé. Đây, hiện tại mình đang tải sẵn rồi nên mình sẽ không tải lại nữa. Rồi anh em đợi nó tải về thôi. Đây. Ok, sau khi tải xong thì nó nằm ở khu mục download nha anh em nhé. Thì ở đây anh em bấm vào cái chữ là APK nữa anh em. Hoặc là nếu nó bị mất thì anh em phải mở rộng ra cũng được, nhưng mà thường thì nó sẽ hiện ở đây. Anh em bấm vào APK nè. Rồi anh em chọn ở download nha. Đây, đây là cái file mình tải về. Open. Rồi mình đợi nó cài vô thôi. Đây là file Play Together quốc tế. Ok, thì sau khi vào game thì anh em lưu ý giúp mình là phải cài đặt giống mình nhé anh em nhé. Đây, đồ họa anh em cứ để thấp hết giúp mình đi. Không, cái tốc độ khung hình thì anh em để cao nhé, nhưng mà còn đồ họa thì anh em để thấp. Với lại tất cả thông báo gì ở đây thì anh em cứ tắt hết cho mình nha, giúp mình tắt hết đi. Rồi, do ạc quốc tế mình không có này, mà mình không có ạc quốc tế nên mình sẽ đi lấy cái cần câu miễn phí để mình test cho anh em nhé. Với lại mình sẽ không có test cái gói bán tự động, tại vì bây giờ không có thể nạp 20k vào đây được. Chúng ta sẽ đến với cái bước cài đặt tool, cài đặt haki. Thì anh em vào kênh của mình, hoặc anh em đang xem cái clip này nè, thì nó sẽ có một cái đường link bên dưới phần một bình luận của video. Anh em cứ click vào đây, nó sẽ đưa ra một cái trang như thế này. Nó kêu anh em có tiếp tục truy cập hay không, thì anh em cứ bấm vào truy cập trang web. Rồi anh em đợi nó tải về nhé anh em. Đó, bắt đầu nó tải về một cái file setup đây nè. Ok, có lẽ mạng hơi yếu nên em cứ đợi tí nha. Thì gần đây tối mạng nó yếu lắm. Đứng luôn rồi kìa. Nếu như đứng thì em hủy, em tải lại giúp mình nha. Tại vì tối gần đây mạng nó yếu quá. Đây, tải nè. Rồi, xong rồi. Anh em tích vào đây nhé, anh em bấm hiển thị thư mục giúp mình. Đây, thì nó là cái file setup nè. Anh em chuột phải, anh em run admin giúp mình. Rồi nó đây nó yêu, nó hỏi là, nó nói là chúng tôi không phải cài đặt cái này được. Đó thì anh em cứ more info Win on way. Rồi bên dưới màn hình của anh em sẽ có một hình cái khiên, anh em tích vào đây và chọn yes là được. Rồi ở đây nó sẽ tạo một cái socket ra bên ngoài màn hình, anh em cứ net đi. Rồi intro. Rồi sau khi cài đặt xong nó hỏi anh em có nên có muốn chạy không, thì anh em chạy luôn. Ok, để kết nối với tôi thì anh em chú ý giúp mình nhé, là phải chạy bằng quyền Win Admin đấy anh em nhé. Anh em chuột phải vào đây chọn Win Admin. Rồi ở đây anh em làm mới giúp mình nhé. Sau khi anh em làm mới xong thì anh em thấy cái tên là NHT như nè, VNG nè, nó sẽ trùng với nhau nè. Ok, rồi chỗ kích thước màn hình cũng đã trùng rồi nhé anh em nhé, 960x540 nhé. Rồi anh em chú ý giúp mình ở chỗ 64 bit, phải chọn đúng 64 bit nhé, tại vì mình đang hướng dẫn anh em cài trên nền 64 bit. Rồi anh em ok giúp mình. Rồi kết nối gia lập thành công. Rồi tiếp theo là anh em quét chấm khang nhé anh em nhé. Quét chấm khang thì anh em đây, anh em mở ba lô ra, anh em lấy cần câu trước giúp mình, sau đó anh em lại mở ba lô rồi vào tab công cụ. Rồi ở đây anh em bấm quét chấm khang và đợi thôi.
1 hour later. Ok, sau khi nó báo quét chánh thang thành công rồi thì anh em cứ bấm ok nhé. Rồi x ra. Rồi bây giờ nếu như mà trong tài khoản này của anh em mà có cái gói sẵn cái gói 20k thì anh em bấm chọn bán cá nhé. Rồi ở đây nè, anh em sẽ chọn là bán cá có giá trị dưới 4 năm. Đó. Rồi ở đây có hai tùy chọn nè, tùy anh em muốn giữ lại cá tím hoặc cá mini không thì tùy anh em nhé. Rồi do mình không có cái gói 20k nên mình sẽ không có tích vô cái phần mà CL5 à. Ok. Rồi đây bây giờ anh em chỉ cần bật câu lên thôi nhé. Anh em stan nhé. Đấy, nó đã tự động quăng câu rồi đó anh em à. Rồi mình đợi nó có kéo cần không nhé. Tại vì đây là phiên bản quốc tế, mà phiên bản quốc tế với phiên bản VN thì nó cũng y như nhau thôi anh em à. Nên cũng chỉ khác cái sụp file thôi, file cài thôi, cài game á, còn lại thì nó giống nhau hết. Đấy, thì cũng tự kéo thôi. Cô công này mặc đồ cảnh sát câu cá với mình kìa. Đấy nha anh em á. Rồi ok, nó câu đó nha anh em nhé. Ờ với lại em lưu ý nhé, nếu như anh em mà muốn mà cho nó câu nhanh hơn tí á, kiểu như mà nó giật cần rồi nó bấm ba lô đồ nhanh á, thì anh em phải chỉnh cái này lại nhé anh em, chỉnh cái số delay này lại. Anh em chỉnh nó thành 0.5 thôi nhé. Cái này tùy theo cái máy anh em mạnh hay yếu nữa nha. Chỉnh. À chỉnh cái này là phải. À được anh. Để coi nó có nhanh hơn. Chỉnh thành 0.5 đó nè. Độ trễ. Để coi nó có nhanh hơn nha. Cái này cũng tùy theo máy anh em mạnh hay yếu nữa. Nếu máy anh em mà cảm thấy mà bật 0.5 rồi chơi được thì cứ nên bật 0.5 hoặc là 0.3 luôn đi mà. Nên em phải bật 0.3 cũng được. Còn nó có nhanh hơn không nha. Ủa mình cảm giác nó nhanh hơn tí đó này mà. Nhanh hơn nhiều đấy. Ok thì ở đây ở chỗ delay anh em để 0.5 hoặc 0.3 giúp mình nha. Thử cái nào xài ổn định thì cứ để ở đó nha. Rồi thì đây là clip hướng dẫn anh em cài trên máy tính auto câu cá phiên bản. Ok anh em thì clip đến đây là kết thúc rồi. Nếu như anh em cảm thấy clip hay và hữu ích thì hãy nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé anh em nhé. Và bật chuông thông báo luôn để xem những clip mới nhất. Ok cảm ơn anh em, chúc anh em thành công. Bye bye.